Mình xe tốt xin chào tất cả các bạn, mình là Hưng. Thì hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một chiếc xe giá thành nó rất là phù hợp để cho các bạn mua xe đi lại tránh mưa chính nắng. Bây giờ chiếc xe đó thì giá thành khoảng một dao động từ 150 triệu đến 180 triệu, rất phù hợp. Giá nó chỉ hơn một chiếc xe SH được một chút thôi. Thì mình sẽ mua những chiếc xe đấy về thì đi đường nói chung là tốt hơn xe máy rất là nhiều đấy ạ. Đây mình sẽ đây chính là chiếc xe mà mình vừa muốn nói đến các bạn đấy ạ. Đó chính là chiếc Spark Van được sản xuất 2017. Đây là chiếc xe phiên bản số sàn máy 1.2. Đây mời bạn quay lại gần giúp mình này. Tổng thể xe này, phía bên sườn xe này. Thì nói chung là chiếc Spark Van này nó gần như là không có những option gì đáng kể, kể cả cụm đèn chính nó vẫn là đèn halogen thôi. Gương thì vẫn chưa có tích hợp đèn xi nhan gì cả. Mình vừa đấy về chiếc xe này thì mình kiểm tra thì xe nguyên bản gần như là 100%, nó chỉ có chút tát lại một chút ở trên đầu bao đợt sốc thôi. Đây, bên dưới sườn xe này. Đó. Tất cả chi tiết kể cả tay nắm cửa này vẫn là cơ hết nhá, rồi chìa khóa cơ. Rồi là cửa sổ đằng sau đều là bằng nhựa hết, chưa có gì cả. Vành của xe vẫn là vành sắt này. Chiếc xe này về các bạn muốn đẹp hơn thì các bạn có thể độ nó lên thay bằng những bộ vành đúc thì nó sang trọng hơn. Ở phía đằng sau này, có chiếc xe thì tổng thể bên ngoài các bạn cùng mình nhìn tất cả bên ngoài này. Đó, mình sẽ quay gần về phần phía cốp này. Các bạn camera quay gần lại cùng mình này. À, các bạn nhìn chiếc xe này, ốc các thứ là vẫn còn nguyên hết nhá, chưa có tháo ra vặn vào gì cả, đó vẫn còn nguyên này. Các nút này đó. Chiếc xe này thì chủ xe vẫn để là nguyên bản, các bạn cùng nhìn đây này, chưa có hàng ghế sau, vẫn còn thanh sắt chắn. Nhưng mà chiếc xe này cũng khá là ok, thì đã có nên kính điện ở phía đằng sau rồi này đó. Bởi vì đây là nó là chiếc xe bán tải van mà, thì chỉ có được phép chở 2 người thôi. Tất cả phần nhựa của xe vẫn rất là khít, tất cả các chi tiết. Mình thấy chiếc xe này với tầm tiền hơn 100 triệu thì thấy nó khá là tốt. Chắc chắn các bạn đi thay là che nắng che mưa thì quá là phù hợp luôn. Đây mình sẽ cùng các bạn vào phần nội thất, trong nội thất xe này có cái gì đặc biệt hay không. Đây mình quay về phần nội thất trong xe này. Chiếc xe thì là được sản xuất 2017. Đồng hồ đang hiển thị đó là 3,4 vạn. Thì mình thấy chủ xe đi cũng là ít, bởi vì không là nhiều, bởi vì bình quân coi như là một năm đi chưa đến 1 vạn đâu. Đây và bạn camera bè quay gần giúp mình về cái phần nhựa tắp lô trên này. Đó, nhìn cái phần nhựa khá là mới nhá. Đây, bộ ghế này thì là chủ xe đã bọc, nguyên bản của nó là ghế nỉ. Đây các bạn nhìn về trên trần xe này, đó, không có vết gì bẩn cả, trần xe vẫn rất là sạch. Đây bạn quay gần củ số này, đây bạn nhìn cái củ số mới không? Chiếc xe mà mình đi nhiều ấy thì nhất là dòng số sàn ấy, thì các bạn nhìn vào củ số này mà thấy nó có độ bóng này mà bị mờ đi ấy, thì chứng tỏ là xe phải đi rất là nhiều, bởi vì chúng ta đẩy cần số gạt cần số này nhiều thì cái củ số mòn. Nếu mà xe đi nhìn số sàn mà các bạn đi nhiều, các bạn nhìn vào đây sẽ biết đó. Mình rất ấn tượng ở trên chiếc xe này nó là cái màn hình hiển thị các thông tin số và tốc độ. Nó rất là lạ, gần như chưa có một cái dòng xe nào có cái chiếc đồng hồ như này. Nó gồ lên khỏi phần mặt táp lô này. Đó. Thì chiếc xe vẫn được trang bị đó là đầu thu sóng FM đài thôi. Rồi là điều hòa, vẫn là điều hòa cơ. Gương thì đã được, đó là gương chỉnh điện các bạn ạ. Thì với tầm mức giá mà trên 150 triệu để thay một
chiếc xe máy thì mình lấy chiếc xe này là khá phù hợp. Các bạn đi rất là ổn, nó sẽ giúp mình gọi là tránh bụi tránh mưa. Chứ còn để mà bảo chiếc xe này nó có nhiều option gì hay không thì gần như nó là không có đâu, nó sẽ là rất là ít hạn chế. Bởi vì về cái mức tầm tiền thì chiếc xe này mình thấy nó đi khá là chắc chắn. Mình sẽ ra bên ngoài, mình sẽ quay chi tiết các cánh cửa, keo chỉ các bạn cùng xem. Bởi vì thực sự là trong này phần nội thất thì cũng không có gì để nói nhiều cả. Rồi mình sẽ quay các bạn chi tiết từng bộ phận về cánh cửa rồi về phần máy các bạn cùng xem nhé. Đây, các bạn cùng mình về phần đầu xe, mở ra máy ra kiểm tra máy xem còn nguyên bản hay như thế nào không nhé. Camera quay gần phần máy giúp mình này. Để kiểm tra máy có ra hay không thì các bạn quan sát về phần ốc chân máy này. Đó. Chưa có vết vặn và vạch sơn của từ sản xuất từ trong nhà máy ra vẫn còn nguyên này. Đó. Máy thì bên mình cũng dọn dẹp qua một chút rồi thì các bạn nhìn càng dễ hơn. Đấy, tất cả các ốc này. Đó, các bạn nhìn không? Vẫn còn nguyên vạch sơn đánh dấu của nhà máy ra nhé. Xe này thì máy bên mình cam kết nguyên bản 100%. Ai phát hiện ra nếu mà máy này có bổ biết thì bên mình sẽ tặng cho bạn 20 triệu tiền mặt. Đấy, các bạn xem phần máy này, nhựa cái thứ rất là mới. Đây, phần mép chỉ capo phần trên này. Đó. Nguyên bản hết. Xe thì được trang bị động cơ 1.2 thì theo nhà sản xuất công bố thì xe nó sẽ có mã lực khoảng độ 80 mã lực. Thì nó dung tích cũng khá phù hợp với chiếc xe này, chiếc xe van 2 chỗ như ở bên thị trường nước ngoài thì chiếc xe này sử dụng để vừa chở người được 2 người và chở hàng hóa khá là thuận tiện. Đây, mình mời các bạn lại gần hơn về phần keo chỉ cánh cửa này. Các bạn camera đi cùng mình ra phần cánh cửa. Đây, mình nghe tiếng cửa đóng khá là chắc chắn này. Đấy, các bạn nghe tiếng không? Đó. Chủ xe thì đã mua cái cao su này bọc quanh này, các bạn nhìn này. Đó. Nguyên bản hết nhá. Đấy. Rồi. Bạn quay gần cho mình vào ốc cánh cửa này. Chưa hề tháo ra, ốc cánh cửa vẫn còn nguyên, vẫn còn cả màu. Đó. Đây, mình mở cánh cửa sau này. Tất cả các mép cánh cửa và cốp đều, chủ xe đều đã bọc thêm cái cao su này. Đó, vẫn nguyên bản hết. Và bên kia cũng vậy, đều nguyên bản. Các bạn có thể qua trực tiếp showroom mình xem xe và đi thử để xem biết được cái chất lượng xe nó như thế nào. Mình nghĩ cái mức tiền này thì khá là phù hợp với nhiều các bạn trẻ bây giờ. Nói chung nó chỉ có hơn 100 triệu thôi bằng một chiếc xe SH nhập. Bây giờ mình lên xe và đi thử chiếc xe này một chút xem khung gầm của xe còn chắc chắn hay không. Rồi, mình mời các bạn lên xe của mình. Mấy cái gờ giảm tốc này. Đây, các bạn để nghe tiếng này. Đó, mình thấy khá là ổn. Máy 1.2 mà đi số sàn thì mình thấy đi xe độ vọt khá là tốt các bạn ạ. Đó.
sự một chiếc xe hơn 100 triệu đi thì che nắng che mưa thì tuyệt vời các bạn ạ, hơn là chúng ta đi chiếc xe máy ở ngoài trời nóng nôi, mưa ướt các thứ. Nên các bạn nào mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ với mình và đến showroom mình ở Nguyễn Chánh đi thử xem cảm giác lái như thế nào. Chiếc xe này nó nhỏ nhỏ xinh xinh, mình thấy nó đi trong phố khá là thuận tiện. Trước mắt mình cũng đang có một chiếc Spark, nhưng mà chiếc Spark đó là số sàn 5 chỗ, còn của mình đang đi trực tiếp đây nó chỉ là Spark van 2 chỗ thôi. Các bạn cứ quan tâm xe nào thì cứ comment vào trong phần bình luận của mình thì mình sẽ vào xem, sẽ đọc ra những chiếc xe tầm tiền các bạn cần tìm hiểu, rồi mình sẽ đi quay, rồi mình sẽ tìm hiểu giá thành nó như thế nào, thị trường đang bán bao nhiêu, rồi cùng nó sẽ có những cái phân khúc xe gì đó, mình sẽ đưa ra một số lựa chọn cho các bạn cùng tham khảo. Video mình làm đến đây cũng hết rồi, thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình nhé.